Sau khi bị gỡ MV Quả Táo Vàng do nhận nhiều lời chê bai chỉ trích thì nam ca sĩ Tuấn Hưng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình để đáp trả lại những bình luận tiêu cực cho rằng phong độ anh đã đi xuống. Theo đó, Tuấn Hưng cho biết anh sẽ không vì một khán giả chỉ trích mà từ bỏ con đường âm nhạc đã xây dựng suốt 26 năm qua. Nam ca sĩ cũng thẳng thắn cho biết bản thân vẫn luôn lắng nghe mọi người góp ý, nhưng bảo nghỉ hát còn lâu. Chia sẻ MV mới bị gỡ bỏ, Tuấn Hưng khẳng định điều này không làm anh nản chí vì có thể sản phẩm mới chưa đáp ứng được yêu cầu của khán giả bởi những lý do khác nhau. Tuấn Hưng sẽ tạm gỡ ca khúc vài ngày thôi, sau đó sẽ còn nhiều bản khác nhau, có thể là remix.